ngày hôm qua, ngày 12 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức cho phép mở cửa trở lại hoạt động của các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn để phục vụ năm học mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Trong thời gian thành phố thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, ba chi nhánh của nhà sách Fahasa tại Đà Nẵng vẫn nhận đơn online và giao đến khách hàng ngay sau khi thành phố cho phép các đơn vị vận chuyển hoạt động trở lại. Chính thức mở cửa lại từ sáng nay với 30% nhân viên làm việc. Các chi nhánh của nhà sách này hiện vẫn chỉ nhận các đơn hàng online và nhận xuất sách qua tổ dân phố. Hiện tại thì vấn đề giao hàng cho phụ huynh thì đơn vị thông qua một số đơn vị vận chuyển. Trong thời điểm này thì ba nhà sách tại Đà Nẵng đã nhận khoảng hơn 1.000 đơn hàng và cũng đang tiến hành đóng gói để mà giao tận tay cho quý phụ huynh trong thời điểm mà chuẩn bị con em khai giảng năm học mới. Theo ghi nhận, các chủ cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm trên địa bàn thành phố đều phấn khởi khi được làm việc trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Tất cả các đơn vị đều đảm bảo phòng dịch, tuân thủ các biện pháp 5K, giãn cách. Tuy nhiên, do thời gian đóng cửa lâu, nhiều cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ lẻ chưa có đầy đủ các mặt hàng, các đầu sách phục vụ nhu cầu của người dân. Thì biết là thành phố cho mở cửa sáng nay thì mình mở là mình thấy vui vì khách họ cũng cần mà mình cũng cần. Cái thành ra là mình cũng mở cửa bán nhưng mà mình vẫn thực hiện cái 5K. Thì nói chung là trước đây là mình còn cái gì là mình bán cái nái trước, cái đã trước mắt. Còn cái hàng mình đạt thì chắc vài ba ngày nữa họ mới gửi đến cho mình. Nên có nhiều sách nó cũng còn thiếu. Bên cạnh đó, do thiếu người và phương tiện vận chuyển nên dù mở cửa trở lại, một số cửa hàng văn phòng phẩm vẫn gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa cho khách.